Hôm nay, Mr. Hòa sẽ tiếp tục series hướng dẫn giải bộ đề thi thực hành tin học ứng dụng nâng cao gồm Google, Excel, PowerPoint nâng cao. Video chỉ mang tính chất tham khảo. Cần hỗ trợ thêm bạn xem có thể comment bên dưới hoặc inbox fanpage Facebook Mr. Hòa trong phần mô tả. Tiếp tục phần 2, Excel nâng cao. Câu 1. Định dạng bảng bằng công cụ Format Table. Lưu ý khi chọn vùng định dạng nhớ chọn cả dòng tiêu đề và hộp thoại hiển thị ra, nhớ phải check my table HAS header. Còn đặt tên cho các vùng cần thiết thì tí tính đi. Làm tới câu nào cần đặt tên thì mình đặt thôi. Jigu chưa biết được. He he. Câu 2. Ràng buộc dữ liệu cho cột tên hàng lấy theo hãng nhé. Đó. Giờ mới đặt tên vùng nè, tới đây thì cứ cần lấy danh sách hàng theo hãng nào đó chúng ta dùng hàm tham chiếu indirect thôi. Khi đặt tên vùng chúng ta lưu ý trong tên vùng mình đặt phải có hãng tương ứng với danh sách tên hàng đó, ví dụ như Samsung, Sony hoặc LG. Có những trường hợp chúng ta đặt tên nó trùng với tên của một ô nào đó thì nó sẽ di chuyển tới vị trí ô đó chứ không đặt tên mới được, vì tên chỉ có một trên file Excel thôi nhé, dễ mã. Thêm tết tiền tố hoặc hậu tố nào vô kèm theo loại phòng là được mà. Câu 3, giờ thì điều kiện dễ hơn rồi, chỉ là dạng số thôi, xem hướng dẫn nhé. Số thì có số nguyên, whole number, và số thập phân, decimal, nhé. Đề bài yêu cầu hiển thị lỗi khi nhập sai thì chúng ta chỉ cần cấu hình mục error alert với tiêu đề và nội dung lỗi. Như vậy khi nhập sai yêu cầu thì sẽ hiển thị thông tin chúng ta mới sửa. Câu 4. Nhớ mỗi câu của Mr. Hòa chỉ là được. Tìm giá trong vùng giá, tìm tên trong vùng tên. Mà khi nghe tới vùng thì có hai việc phải làm. Một là đặt tên vùng, hai là dùng hàm indirect để trả về vùng dữ liệu có tên tương ứng. Đề này đọc kỹ lưu ý trên đề. Hàng chỉ có 3 loại là LE, LS4, LS8. Trong hàm index chúng ta lấy tham số vùng cần tìm là vùng giá như bình thường. Row number thì dùng hàm met để tìm theo tên. Một vấn đề ở đây là column number, tại trong vùng giá chúng ta có lẫn 3 cột tương ứng với LE cột 2,
LS4 cột 3 và LS8 cột 4 nên chúng ta không thể chỉ định cột 2 như mọi khi được. Cách dễ nhất là chúng ta dùng if, nếu đặc tính là LE thì lấy cột 2, LS4 thì lấy cột 3, còn lại LS8 thì lấy cột 4. Bình thường hàm if gồm điều kiện, giá trị trả về nếu điều kiện trên đúng, và giá trị trả về nếu điều kiện trên sai. Mà giờ chúng ta có tận 3 cột trả về nên sẽ dùng hai hàm if lồng nhau. Xem kỹ hướng dẫn nhé. Coi kỹ nha, hướng dẫn thì chỉ học hàm và hiểu để thực hành thôi. Bạn nào muốn hiểu thêm hàm này hàm kia thì comment dưới hoặc bay vô fanpage Mr. Hòa chấm nhẹ cái thì tôi nói cho mà nghe. Câu 5, khuyến mãi bằng 5, của chị giá. Tức là nếu ngày bán là 25 tháng 5 năm 2019 thì được khuyến mãi, vậy dùng if thôi. Nếu thỏa điều kiện thì có tiền khuyến mãi, còn không thì không đồng. Lưu ý, biểu thức điều kiện nếu so sánh với ngày thì chúng ta dùng hàm date gồm 5 tháng. Ngày để điền giá trị vào nhé, chứ không được gõ như khi nhập liệu ngày bán đâu. Doanh thu, ẹp khó quá, thôi tự làm đi nhé, chứ chỉ câu này hơi kỳ, he he. Câu 6, ràng buộc chọn giống câu trên thôi, riêng phần tính tổng dùng thêm hàm SUMIF với một điều kiện và SUMIFS với nhiều điều kiện nữa là xong. Xem nè, tính tổng doanh thu theo khoảng ngày thì chúng ta xét điều kiện lớn hơn hoặc bằng ngày bắt đầu và bé hơn hoặc bằng ngày kết thúc. Do đó có tới hai điều kiện nên không dùng SUMIF, chỉ xài được một điều kiện, mà phải dùng SUMIFS, nhớ là có S nữa nhé. Khi so sánh nếu bằng thì không nói làm gì, nhưng điều kiện là lớn hơn hoặc nhỏ hơn thì chúng ta đặt trong dấu ngoặc kép và nối chuỗi với ô giá trị của mình. Xem tiếp hướng dẫn câu. Câu 8, tô màu theo điều kiện thì quan trọng nhất điều kiện là gì? Ở đây chúng ta có hai điều kiện đồng thời xảy ra nên phải dùng and, và nhớ khai báo ngày phải dùng hàm date như trên nha. Nhớ tô màu theo điều kiện chỉ chọn vùng dữ liệu, không chọn tiêu đề nha, và cố định cột điều kiện nữa.
Thâu buồn ngủ rầu, Mr. Hòa phải đi ngủ đây. Nghe vậy mà Không Thương sao không nhấn đăng ký và theo dõi Mr. Hòa để nhận thông báo cho các clip sắp tới. Cần hỗ trợ hoặc giải đáp gì có thể comment bên dưới hoặc inbox fanpage Mr. Hòa có link trong mô tả á. Cảm ơn các bạn đã xem.